cách nuôi lông thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nó chả có gì là khó cả. Bạn Lê Văn Bắc ạ, người ta ông bà thường nói mà, người ta kêu là nuôi lửa thì phải chăm mà nuôi lông thì phải thả. Có nhiều người cứ nghĩ là chăm lông là phải thế này thế kia, nhưng mà thực tế thì quan trọng là mình chỉ cần đầy đủ cái các loại trái cây mát cho chim, và mình cái chế độ tắm tắc phù hợp là con chim ok rồi. Đặc biệt là cố gắng phải trong cái gì thay lông thì phải cho nó thêm mùi tươi để con chim nó có cái lực để nó thay lông, bởi vì thường con chim thay lông rất là yếu, cho nên bạn phải có mùi tươi bổ sung cho nó thường xuyên, đặc biệt là trái cây mát, ví dụ như là mướp khía, bình bát, rồi cà chua, thanh long đồ, những cái trái cây mát thì chim nó sẽ ra bộ lông ổn hơn, đặc biệt là không phơi giờ phơi nắng. Thay lông là không được phơi nắng, từ 2 tới 3 ngày tắm một lần là ok bạn nhá, ok chưa? Còn bạn muốn rõ hơn thì bạn phải vào trong fanpage á, bạn lướt xuống dưới sẽ có một cái tiêu đề là cách chăm lông ấy, mình đã chia sẻ được trước. Nếu bạn muốn cầu kỳ hơn thì bạn phải xem lại cái livestream đó bạn nhé. Chào màu bổ đít bạc màu, có phải bắt đầu thay lông không em? Không phải anh Bảo Trì Vũ ơi, không phải nhá, cái này là do cái cơ địa của con chim rồi, nó có rất nhiều cái nguyên nhân lắm, chứ không phải là con chim mà bổ đít bạc là nó thay lông đâu. Con chim đít bạc nó muốn thay lông thì nó phải biểu hiện từ cái bộ lông của nó, chứ không phải là biểu hiện ở cái đít mà màu đỏ của nó đâu anh nhá. Thầy em hỏi làm sao cho chim lực tốt. Cái này thì hôm trước anh có nói rồi, để tài công nhé. Cái quan trọng nhất là em phải tìm kiếm đúng chiến binh, chứ không phải là em tập lực rồi con chim nó chơi lực tốt, không phải đâu. Tất nhiên thì mình tập lực thì nó cũng có cải thiện, chứ không phải là không đâu. Nó có cải thiện đấy, nhưng mà nó không đáng kể bao nhiêu cả. Bởi vì cái này nó liên quan tới cơ địa của con chim. Có rất nhiều con chim mình tập lực mãi nhưng mà nó không lên lực. Đấy, cho nên là quan trọng nhất là em phải kiếm được con chim thể lực nó tốt, chứ không phải là em tập lực là nó lên lực đâu. Ok chưa? Có rất nhiều anh em cứ nghĩ là tập lực là con chim nó lên lực, nhưng mà thực tế không phải. Quan trọng nhất phải là con chim, cơ địa của nó, bản chất của con chim nó lực. Anh em thấy, anh em nếu mà anh em nuôi nhiều chim á, thì anh em để ý là có những con chim nó nhảy cả ngày, không bao giờ nó mệt, nó không bao giờ nó hạ mỏ. Nhưng mà có những chú chim chỉ cần nhảy mấy đường cơ bản là thấy đứng thở rồi. Điều đó rất là bình thường, mà nếu như anh em tinh ý mà kìa nhìn nhận các chú chim trong nhà mình sẽ biết ngay. Mấy hôm nay ồn ào với công tác trọng tài quá anh ơi. Cái vấn đề trọng tài thì nó đúng với anh em này, mình thì mình không có dám nói về chuyên sâu, bởi vì nó có rất nhiều cái mà mình không dám can thiệp vào. Nhưng mà cái cuộc chơi thì nói chung thế này này, không ai là cuộc chơi nào là nó toàn diện cả, mà con người ta thì cũng không có cái gì là hoàn thiện cả. Tất nhiên trong cuộc chơi thì nó sẽ có sự sai sót và cũng có sự sai số đấy, thì nói chung là có rất nhiều cái cuộc thi mà chúng ta đôi khi phải là du di một chút xíu, phải thông cảm một chút xíu. Quan trọng là những cái sai số đó là nó nằm trong sự cho phép, nhưng cho phép hay không đó là do bản thân những người nghệ nhân anh em chúng ta cho phép hay là không. Tất nhiên có những chú chim đi thi, nhưng mà hồi xưa thì nói thật với anh em là mình cứ nghĩ là nó nhiều khi mình nói đùa vui ấy, thì cứ bảo là ngày xưa thì cứ bảo chim rỉa lông là làm đẹp, nhưng mà thực tế bây giờ mà chơi chuyên nghiệp mới biết là chim rỉa lông nó là tật lỗi, đúng không anh em? Đấy, nôm na nó là như vậy. Thì cho nên là trong một cuộc thi thì đôi khi trọng tài mà người ta quan sát không hết, hay là có một chút nó vô ý mà mình qua trọng tài quan sát không hết, thì một chú chim nó rỉa lông mà họ qua được cái nhịp đó mà họ vào giải, thì đó là cái điều may mắn thôi. Đấy, thì đôi khi nghệ nhân chúng ta, anh em nghệ nhân mình chơi thì phải du di một chút xíu, đôi khi cũng phải là chấp nhận cuộc chơi. Chứ còn trong tất cả các cuộc thi thì cuộc thi nào cũng thế, cái người vào giải thì hoan hỷ và cái người rớt thì mang cái tâm trạng là buồn phiền rồi thế này thế kia, đúng không anh em? Nhưng mà thôi, cuộc chơi mà phải có kẻ thắng người thua. Ngoài đời thì chúng ta là anh em, nhưng mà trên sàn đấu thì chúng ta là đối thủ, cho nên là đã bất kể một cái cuộc thi nào cũng thế, không kể là giao lưu hay là từ thiện hay là đấu trường, đã là thi rồi thì chúng ta phải có sự hơn thua. Đấy, nó mới là cuộc thi được. Chứ còn nói thật với anh em là cuộc thi mà không có kẻ thắng người thua thì không thể là cuộc thi được, mà cũng không bao giờ kết thúc được cuộc chơi cả. Đấy, nói thật với anh em thế.
Cho nên là trong cuộc chơi thì đôi khi mình cũng phải du di một chút xíu. Cái quan trọng rằng cái những người đồng tài người ta phải có cái tâm. Đấy, người ta phải có cái tâm và người ta nhìn nhận chú chim thế này được đi hay không, và chú chim kia dừng lại hay là đi tiếp. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Nhưng mà những cái sai số thì anh em chúng ta cuộc trong cuộc chơi thì luôn luôn cũng phải thông cảm. Nhưng mà có cái thì cuộc chơi thì càng ngày càng khốc liệt. Thật với anh em thấy cuộc chơi càng ngày càng khốc liệt. Và hiện tại cho đến bây giờ thì cái số tiền vé càng ngày càng cao. Đấy, như hồi xưa là chỉ có là 50.000, 100.000, tối đa mở rộng là 300.000. Nhưng bây giờ nó đã lên tới 10 triệu, 20 triệu rồi. Cho nên là cái số tiền vé nó rất là cao. Cho nên đâm ra anh em người nhân đi thi thì đôi khi nó cũng mang một cái tâm trạng nó rất là nặng nề. Về cái kinh phí cao, chi phí đi lại cũng nhiều, xa xôi này kia nữa. Đó là còn chưa kể đầu tư về chiến binh. Đấy, nói thật với anh em thế, đâm ra cái tâm lý đi thi nó rất là nặng. Và đôi khi nó mang một cái tính chất hơn thua. Nên cho là mình cũng hiểu cái vấn đề đó. Cho nên anh em mình chơi thì đôi khi cũng phải du di một chút xíu, thông cảm một chút xíu. Quan trọng rằng cái sai số đó nó nằm trong cho phép và được anh em nghệ nhân chúng ta đón nhận thì nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà nói gì thì nói thì cái gì cái nó phải có sự đồng thuận cả đôi bên, đúng không anh em? Chứ còn cuộc thi nào cũng thế thôi, phải có kẻ thắng người thua chứ không có cái gì mà nó hoàn hảo cả. Cho nên là mong anh em cũng hết sức thông cảm là ở chỗ đó cuộc chơi thì nó phải như vậy. Cái quan trọng nhất là anh em ta cố gắng trau dồi những cái kiến thức, những cái căn bản để chúng ta nâng tầm các chiến binh của chúng ta lên, từ những con chim bổi không có cái gì cả, từ những con chim nó từ đơn giản từ rừng mà chúng ta rèn luyện, chúng ta chăm sóc mà lên được những chiến binh hàng số má hay là đá xe rồi đá ô tô đủ kiểu thì đó là một lời tuyệt vời rồi. Chứ còn để mà sân si những cái cuộc chơi thì nó vô vàn lắm. Bởi vì nói thật với anh em, đã bất cứ một cái vấn đề gì cũng thế, đã đưa lên lên mạng hay là đưa lên cộng đồng mạng để chúng ta so sánh, để chúng ta đưa lên bàn cân thì 9 người 10 ý mà nó rất là khó để phân xử lắm. Đúng không anh em? Cái quan trọng là anh em mình phải ngồi lại với nhau, nói chuyện với nhau. Đặc biệt là bây giờ những cái tiêu chí thi chim càng ngày nó càng khốc liệt và nó cho phép. Hơn nữa là bây giờ là cái tiêu chí là thái độ thi đấu là hàng đầu mà anh em. Cho nên là cái tiêu chí đó nó luôn luôn nó phải được trọn vẹn. Mong anh em cố gắng chăm sóc chiến binh càng ngày càng tốt nha. Thầy giải thích một chú chim đấu trường và một chú chim giao lưu. Ok bạn Hoàng Long nhá. Thế này anh em này, giữa con chim đấu trường và những con chim giao lưu á thì mỗi người có một cái cách nói riêng và mỗi người có một cái cách suy luận riêng. Nhưng mà với cá nhân mình á thì tất nhiên là bây giờ các cái giải đấu trường thì thứ nhất là số tiền vé rất là cao, đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái thời gian thi đấu rất là dài. Đó, nôm na nó là như vậy. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình đánh giá rất cao những chú chim đi thi mở rộng nhiều hơn. Thực sự là đối với anh em thế. Bởi vì thực tế thế này này, bây giờ cái đấu trường thì nó nằm ở cái khoảng là trên dưới 100 lồng, hoặc là tối thiểu nhất là khoảng chừng cũng là 40-50 lồng, đó là tối thiểu nhất. Thì đại đa số là những chú chim thi đấu trường là những con chim rất là hay, rất hay. Nhưng mà với cá nhân mình á, mình thì nói chung là mỗi người có một cái quan điểm riêng. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình lại thích những chú chim mà đi thi giải mở rộng hơn. Và với cái sự nhìn nhận của mình và mình được biết á, có rất nhiều chú chim đi thi đấu trường được nhưng đi thi giải mở rộng lại không được. Đó. Nhưng cũng có rất nhiều những chú chim đi thi mở rộng được và lại đi thi đấu trường được. Đây là cái quan điểm của mình và mình thấy là nó như vậy. Và không biết là đúng hay là sai thì cái này chỉ có người chơi thì người ta mới biết được và người ta mới xác định được đúng hay là sai. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình thường là thấy như vậy, thường là thấy như vậy. Bởi vì những cái giải mở rộng á là cái số lượng chim rất là đông, và chim càng đông thì cái sự áp lực của chú chim nó càng cao. Và thực sự những con chim mà giải mở rộng á thì nó phải hội tụ những đầy đủ các yếu tố. Chứ còn những chú chim đấu trường thì thực sự là những chú chim hay đấy, nhưng mà nó lại liên quan tới nhiều vấn đề lắm. Và cá nhân mình thì mình nhìn nhận nó như vậy, nhưng mà không biết là đúng hay là không thì chỉ có những người chơi người ta mới biết được. Nhưng mà với cá nhân mình thì là nó như vậy. Bạn Hoàng Long nhé.
em thấy thầy chơi toàn lồng đẹp, chắc thầy giàu lắm. Không bạn ơi, nói chung là mỗi người có cái đam mê và mỗi người có một cái sở thích, không ai giống ai cả. Tất nhiên thì trong cuộc chơi thì mình luôn luôn là trau dồi những cái bản sắc của mình. Nôm na như vậy, mình phải trau dồi cái bản sắc của mình. Đấy, thì giữa con chim, cái lồng, cái cống và cái móc thì đó là cái tô điểm cho cái cuộc chơi của mình, chứ không phải là gì cả. Vấn đề mà chơi những cây lồng đẳng cấp hay là chơi những cái lồng đẹp thì không nói được điều gì cả, cũng chưa chắc là giàu có đâu, nhưng mà trong cuộc chơi thì nó có rất nhiều cái uẩn khúc lắm. Thật với em thế, con của quê có rất nhiều uẩn khúc. Tất nhiên thì xưa kia ông bà vẫn thường nói là chim hay thì phải ở lồng son, nhưng mà với cá nhân mình thì mình lại không như vậy. Tất nhiên thì đó là cũng là một cái gọi là cái tiêu chí đúng đấy, nhưng mà với mình thì chim khác, lồng khác, chứ không phải là nó đi theo một cái ba rem gọi là chim hay lồng đẹp. Mình không có như vậy, mình là lồng riêng, chim riêng. Thì tất nhiên những con chim nào hợp lồng nào thì mình cho ở lồng đó, không cần biết nó là lồng chạm hay là lồng bắn súng hay như thế nào cả, nó là như vậy. Nhưng mà tất cả các cây lồng thì chỉ có người chơi thì người ta mới đánh giá được, và chỉ có người chơi cầm sờ nắn những cây lồng thì người ta mới đánh giá được thôi, chứ còn nhiều khi nó ở trên live stream này thì ít ai biết, thực sự là như vậy. Chứ còn trong cái giới chơi lồng thì nó sẽ tồn tại hai trường phái. Nói thật với anh em thế, trong giới chơi lồng là luôn luôn nó tồn tại hai trường phái, kể cả móc hoặc cống. Đã tới đồ chơi là luôn luôn tồn tại hai trường phái. Đó là những người, có rất là nhiều người nó thuộc cái trường phái gọi là sử dụng lồng. Đó, và có một trường phái nữa đó là chơi lồng. Đấy, thì hai cái trường phái, giữa cái trường phái sử dụng lồng và cái trường phái chơi lồng thì hai cái trường phái đó nó khác nhau hoàn toàn, không giống nhau được. Hoặc là những cái trường phái chơi cống và những cái trường phái sử dụng cống thì giữa cái trường phái sử dụng và cái trường phái chơi thì nó đối lập nhau. Bởi vì những cái người mà đó là những cái người theo trường phái sử dụng lồng á, thì bất cứ lồng nào cũng được, nốt chim được là được rồi. Đấy, không cần biết đẹp hay là xấu, nó là như vậy. Nhưng mà cái trường phái mà chơi lồng á thì người ta lại cầu kỳ hơn. Người ta cầu kỳ hơn từ cái chất gỗ, từ cái chất tre đó, từ cái form lồng, và đặc biệt là cái sở thích của họ thì nó rất là cầu kỳ trong cái cuộc chơi của một cây lồng. Thì nhiều anh em mà chưa hiểu sâu xa về cái cuộc công cuộc để chơi lồng á thì nó rất là khó, bởi vì nhiều anh em nhìn những cái lồng thì nó giống nhau, thực sự như vậy. Có thể thợ lồng làm lồng này có thể giống với cái mẫu lồng kia đó, nhưng mà những cái người chơi lồng á thì người ta khuyên thế này này: muốn phân biệt được một cây lồng nó cao thấp, chất lượng như thế nào thì phải cầm nó, sờ nó, nắn nó thì mới biết được. Đấy, cũng giống như anh em đi đánh gái không vậy, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì không thể đánh giá một con người con gái được, đúng không? Anh em phải sờ tận tay, da tận mặt thì mới biết được cái chất lượng của cô gái đó như thế nào. Cái lồng nó như vậy, anh em phải cầm được cái lồng đó, phải sờ, phải nắn được cái lồng đó thì mới biết được cái độ tinh tế của những cây lồng, và cái chất lượng tre như thế nào, chất lượng nan nó như thế nào, và chất lượng gỗ như thế nào. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Chứ còn đôi khi thì nhìn qua thì cũng giống nhau thôi, nôm na như vậy. Nôm na là giống nhau, nhưng mà cầm vào thì nó sẽ khác nhau về chất lượng của một cây lồng. Đấy, nôm na là trong cái cuộc chơi thì mình cũng biết sơ sơ vậy thôi, chứ còn mình cũng không phải là một cái người chơi sành sỏi về lồng lắm, bởi vì đôi khi cái kinh tế của mình thì không có. Thực sự này, những cái cây lồng mà có rất nhiều người chơi, những cái lồng tới mấy trăm triệu nó là bình thường, nhưng mà với mình, với cái khả năng của mình thì mình chỉ có tầm chơi được khoảng là dưới 50. Những cái lồng là trên 10 triệu và dưới 50 triệu thì mình chơi được, chứ còn những cái lồng mà hàng trăm thì mình chưa có cơ hội để mình chơi. Nôm na là như vậy. Đấy, chứ còn bây giờ thực tế những cái cây lồng mà anh em nhìn. Đấy, chứ còn thực sự bây giờ cái những cái cây lồng thì anh em nhìn vào thì nó nà ná, nó giống nhau đấy, nhưng mà anh em phải cầm được cây lồng cơ. Quan trọng là anh em phải cầm được cây lồng và cầm tận tay, sờ tận mắt á, thì anh em mới biết được cái chất lượng của những cây lồng nó khác nhau ở chỗ nào, về chất tre, về chất gỗ.
chứ còn bây giờ nói nôm na thì nó không ấy anh em nhá. Đấy, đây là cái chia sẻ quan điểm của mình thôi. Ôi chào 135 anh em nhá, anh em vào chơi đông quá thôi tắt livestream, hẹn anh em vào tối ngày mai nha. Giờ lại phải chém gió với một số anh em đã. Chào tất cả anh em nhá, có gì vấn đề gì hỏi về lồng, về chim thì tối ngày mai nha. Gãy cho con nước trò luôn gãy.